Chào mừng các bạn lại đến với Hà Thông TV. Thì đã từ rất lâu rồi mình không có làm video, khoảng 3 tháng này rồi nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trở lại làm video cho các bạn xem. Cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng nhập vào app Virtual Ninso mới nhất 2022. Mình nghĩ là đây là lần cuối cùng cái ngân hàng Virtual nó cập nhật cái app này. Đây là lần này nó cập nhật là rất là ngon luôn rồi. Thì đối với những bạn mà quên cái mã số khách hàng đó, cái mã số khách hàng mà chúng ta đăng ký cái Virtual Banking đó, thì lần này chúng ta không cần cái mã số khách hàng này, chúng ta vẫn đăng nhập được và chúng ta cũng không cần cái mật khẩu này luôn. Đợt này nó có cái tính năng là đăng nhập bằng cái thẻ Virtual này luôn nha các bạn. Chúng ta chỉ cần có cái thẻ Virtual này, nhập tên, mã số tài khoản là chúng ta có thể đăng nhập được luôn. Và lần này nó sẽ xác minh luôn cái thẻ ngoại kiều trong khi chúng ta đăng nhập luôn nha các bạn. Vì vậy nên là mình nghĩ là nó sẽ khá là an toàn, khá là an toàn, và chúng ta sẽ chống bị hack tài khoản. Chúng ta phải có khuôn mặt, thẻ ngoại kiều đấy, chúng ta mới có thể đăng nhập được app Virtual lần này. Nên là mình nghĩ lần này là lần cập nhật cuối cùng. Thì nếu mà bạn nào á mà chưa thay đổi cái số điện thoại mới nhất mà chúng ta đang sử dụng á, để khi mà chúng ta đăng nhập Virtual nó sẽ gọi điện chúng ta để cung cấp mật mã, thì chúng ta hãy xem cái video ở bên dưới để chúng ta đi đổi mật khẩu ha, để đi đổi số điện thoại ha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong để chúng ta đăng nhập cái app Virtual Ninso. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào Apple Store. Rồi, ở đây thì chúng ta hãy kéo xuống cái mục tìm kiếm. Rồi, bấm vào đây. Gõ là cái app là Virtual Banking. Nếu bạn nào gõ mà không tìm ra cái app này thì có nghĩa là các bạn chưa chuyển vùng iCloud. Thì các bạn phải xem cái video bên dưới cái mục mô tả của mình để tải cái để chuyển vùng iCloud sang Nhật nha các bạn nhé. Rồi, đây là cái app Virtual. Đấy, thì chúng ta hãy bấm vào cái nút này để tải về. Mình thì mình đã tải từ trước nên nó có cái mục đám mây nha các bạn. Rồi chúng ta mở cái app Virtual Ninso này ra. Ở đây thì chúng ta chỉ cần nét cho nó qua hết tất cả các hình ảnh này là được. Hãy lướt qua hết những hình ảnh này nha các bạn. Rồi, chúng ta bấm vào Toro Kusuru. Ở đây thì các bạn hãy chú ý là hãy check vào hai cái mục này. Đồng ý hết nha các bạn nhé. Rồi bấm vào Tsuyé. Ở đây thì nó có hai phương thức, là một là đăng nhập bằng cái thẻ Virtual, hai là đăng nhập bằng cái mã số khách hàng. Nếu bạn nào quên mã số khách hàng thì đăng nhập ở trên. Mình thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn đăng nhập bằng cái thẻ Virtual là dễ nhất nha các bạn nhé. Ở đây thì các bạn hãy nhập cái số tài khoản của các bạn vào hai cái ô trên ha. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy nhập cái tên katakana của bạn, viết liền, không cần dấu cách. Cuối cùng là các bạn hãy nhập ngày tháng năm sinh của các bạn. Rồi bấm vào Tsuyé. Rồi, ở đây thì bốn cái số mật khẩu thẻ Virtual của các bạn nha. Đấy. Cái này thì các bạn chắc không quên rồi. Rồi xong các bạn phải bấm vào Tsuyé. Rồi, ở đây thì nó đã hiện ra cái mã số khách hàng của bạn, xong rồi bấm vào Tsuyé luôn. Mục này rất quan trọng, các bạn hãy bấm vào đôi sư, đừng có bấm vào đôi xin này nha. Rồi bấm vào Tsuyé. Ở đây nó có ba cái phương thức xác minh, thì ở trên là bằng lái, ở dưới là my number và cuối cùng là thẻ Zalio Card. Thì mình sẽ sử dụng thẻ Zalio Card nha các bạn. Còn ai muốn dùng cái gì thì các bạn hãy tự chọn. Rồi mình sẽ chọn Zalio Card. Rồi, thì ở cái mục này nó sẽ có 3 bước, thì nhập thông tin các kiểu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào Next. Ở đây các bạn hãy chạm tay vào để nhập. Chạm tay vào cái mục mình để đó. Rồi, sau đó nó sẽ hiện lên, đầu tiên là sẽ nhập hai cái số, cái chữ đầu tiên của cái thẻ Zalio á. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nhập cái dòng số, tất cả các số trên cái thẻ Zalio. Rồi cuối cùng là hai cái chữ cuối cùng của cái thẻ Zalio. Rồi bấm vào OK. Ở đây thì chúng ta xác minh rồi, bấm Next. Mục này rất là quan trọng. Mục này rất là nhiều bạn không có hiểu và cứ nghĩ là chụp hình, nhưng đây là scan. Chúng ta phải để cái điện thoại lên trên cái thẻ Zalio Card để sát vào luôn. Ép sát vào giữ 10 giây nha các bạn. Chúng ta có thể di chuyển ở cái vị trí khác nhau cũng được.
Ví dụ như lúc đầu chúng ta để 10 giây xong chúng ta dịch qua một xíu rồi dịch lại một xíu. Hãy nhớ nha các bạn nhé, hãy lưu ý cái bước này rất là dễ sai. Rồi chúng ta bấm vào Start Scan, rồi bấm vào OK. Đây chúng ta hãy nhìn theo cái hình ảnh của mình để giữ ở trên cái thẻ giai điệu 10 giây nha các bạn, để giữ ép sát vào luôn. Tiếp theo là nó sẽ xác minh cái mặt sau của thẻ giai điệu. Đấy, chúng ta hãy để cái thẻ cái mặt sau đúng với cái khớp của khung hình. Đấy, lên dấu tích xanh là OK. Bước này thì chúng ta há miệng ra, đưa cái miệng cái mặt vào đúng cái khung hình rồi há miệng ra nha các bạn. Đấy, nó lên tích xanh là OK. Rồi, bước này chúng ta đưa cái mặt gần hơn để nó chụp. Đấy, nó lên tích xanh là xong. Nó sẽ quay vòng vòng rồi, nó sẽ qua bước tiếp theo này. Đây. Thì ở đây á nó sẽ gọi vào cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký. Thì chúng ta bấm vào cái mục Kakunin, bấm OK để nó gọi. Ở cái này thì chúng ta sẽ nghe cái cuộc gọi rồi nhập 5 cái số mà chúng ta nghe. Đấy, mình sẽ nhập 5 cái số này vào là chúng ta sẽ qua được bước. Bấm Sugi. Bấm OK. Rồi, ở đây thì nó hỏi có muốn sử dụng khuôn mặt không thì mình cho phép. Cái này rất quan trọng, chúng ta hãy bấm vào Eco, đừng bấm vào Ikawana nha các bạn. Rồi, chúng ta bấm vào Sugi. Ở đây thì nó hỏi là chúng ta có muốn tạo cái mật mã 4 số không, thì mình bấm vào Torokosuru luôn. Bấm Sugi. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo một cái mật mã 4 số ha. Khi chúng ta chuyển tiền là sẽ cần. Rồi, tới đây là xong, bấm Apply. Đấy, đây là xong các bạn ha. Rồi các bạn hãy chọn vào cái mục xin trắc học để chúng ta đăng nhập. Đây chúng ta sẽ kéo lên, bấm vào Direkuto Top. Đây là cái thông tin tài khoản của mình. Và của mình nó đã xác minh thành công nên là nó cho mình chuyển tiền luôn. Đấy. Rồi chúng ta có thể thoát ra ngoài rồi bấm vào cái mục này để chúng ta xem cái tài khoản chúng ta nó đã có tích xanh thì chúng ta đã chuyển tiền được ngay luôn các bạn nhé. Còn bạn nào mà để 24 giờ thì các bạn phải chờ đúng 24 giờ. Cái quá trình hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu các bạn thấy hay thì đừng có tiếc một like và chia sẻ cái video này đến cho mọi người ở bên Nhật để chúng ta cùng đăng ký, cùng làm đúng nha các bạn nhé. Tại vì cái app lần này nó khó, rất khó đăng nhập. Rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn và mong các bạn sẽ luôn ủng hộ những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.